Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người cho em Toàn gửi một lời chúc sức khỏe và chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người nhé. Mọi người, hôm nay em Toàn có một chiếc đĩa đi mọi người ơi. Đây là một chiếc đĩa. Mặt của nó là hơn 36 nha mọi người nhé. Mặt chiếc này là 36,6 luôn. Rất là to. Để em đo kích thước xong em cho mọi người xem họa tiết nhé mọi người nhé. Chiều cao của nó là 8 nhé mọi người. Chiều cao 8. Mặt của nó là 36,6 nhé mọi người nhé. Đấy, gần lên đến 37 rồi, 36,6. Chiều cao của nó là 8. Họa tiết vẽ tay nhé mọi người nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Trước này thì là nó có 3 tiểu cảnh nhé mọi người. Em cho nó ra đây. Đây này mọi người này. Đấy, nó có 3 tiểu cảnh. Ở đây là có hai vị quan này. Ở chỗ này thì là ở đây thì là có hoa mẫu đơn này mọi người, vẽ vàng nhé mọi người nhé, nổi khối hết lên này. Đấy. Và đây thì có tiểu cảnh sông nước này, có chùa và có cây tùng. Ở đây thì là có hai vị quan và vẽ hoa này mọi người. Đây là vẽ gấm nổi khối lên nhé mọi người nhé. Rất là đẹp luôn. Viền nó toàn viền xung quanh này mọi người. Toàn bộ là vẽ vàng nhé mọi người nhé. Rất là đẹp luôn. Để em cho các bác xem cái chuyện của nó. Đấy, các bác thấy chưa? Chuyện cứ toàn đi quá là đẹp luôn. Hàng quá là đẹp luôn các bạn. Ở ngoài sườn nó là nó có vẽ ba cái túi tiền nhé mọi người nhé. Ba túi tiền, những chỗ này là điểm chấm vàng ấy hết luôn mọi người. Đây này. Rất là đẹp luôn. Đấy. Chiếc này thì về nó rất là dễ chơi nhé mọi người nhé. Như cái chiếc này mọi người về có thể là để như này. Mọi người cho nước vào, mọi người thả hoa vào rất là đẹp luôn. Thả hoa vào thì cái này rất là đẹp luôn, vì là bề mặt của nó rất là rộng luôn, đường kính nó rất là rộng. Đấy, nó cũng không sâu lắm, thì cho nước vào xong là mình thả hoa vào nó rất là đẹp luôn các bạn. Còn nếu mà không, các bác không thả hoa thì các bác để này, các bác trưng cũng rất là đẹp luôn. Đấy, các bác xem này, những cái chỗ này toàn bộ là vẽ vàng hết nhá mọi người nhá. Đây cũng thế này mọi người này. Đấy, toàn bộ là vẽ vàng luôn, rất là đẹp luôn, chi tiết vẽ từng tí một luôn, rất là đẹp. Các bác nào mà ai ưng chiếc này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn để chốt hàng nhé mọi người nhá. Em lên một cái bình nhỏ nữa mọi người ạ. Đây, em có một cái bình cutani nhỏ, họa tiết vẽ tay vẽ vàng mọi người nhá. Đây này, rất là đẹp luôn. Cái này thì là vẽ hoa mẫu đơn và vẽ một cặp chim uyên ương, chim chỉ nhé mọi người nhé. Đấy, em để cho giữa vào màn hình cho các bác xem. Đấy, ở đây là nó có một cái vết như kiểu là vết dạn, nó bị như này nhé mọi người nhé, nhưng mà nói chung là nó chỉ một tí thôi, không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà nó không là bị nứt nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người xem, nó là men dạn, nó bị thấm nước vào thì phải mọi người, nó bị từ ngày trước chứ không phải là bị mới bây giờ. Cái bình này rất là đẹp luôn các bạn. Chiều cao của nó 20 nhé mọi người nhé. Chiều cao bình 20. Miệng nó 11. Bụng nó 60 nhé mọi người nhé. Đấy, bụng 60. Cao 20, miệng 11, bụng 60. Đấy, các bác nào mà ai mà ưng ý chiếc nào thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 mọi người nhá. Ở đây em cho các bác xem mấy chuyện, quên không lại không. Đấy, các bác thấy chưa? Hàng của Cutani nhá, rất là đẹp luôn. Họa tiết vẽ tay này các bác này. Các bác nào mà ai ưng ý sản phẩm nào thì các bác cứ liên hệ với em Toàn. Em cho các bác nhìn ngắm lại một chút cái đẹp của cái đĩa này nhé. Xong rồi em xin phép kết thúc video đây mọi người. Đấy, để như này nha các bác nhá. Đấy, về các bác có thể là đóng cái kệ và để như này cũng được. Không thì các bác để này, các bác thả hoa. Em nghĩ là các bác để này thả hoa quá là đẹp luôn các bạn. Thôi, em xin chào tất cả mọi người nhá.